Tại huyện Mai Sơn đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy sản xuất phân bón Sông Lam Tây Bắc. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Vũ Bá Phú, cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương, Hòa thượng Thích Thanh quyết, phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Nhà máy sản xuất phân bón sông Lam Tây Bắc của công ty cổ phần phân bón sông Lam Tây Bắc được xây dựng từ tháng 2 năm 2022 tại bản Sa Căn, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn với quy mô diện tích trên 81.000m2, gồm các hạng mục chính và phụ trợ như nhà xưởng sản xuất phân bón vô cơ, nhà xưởng sản xuất phân bón hữu cơ và kho thành phẩm, nhà xưởng sản xuất phân bón vô cơ, hữu cơ, sinh học, có tổng vốn đầu tư gần 160 tỷ đồng. Với việc hoàn thành nhà máy, hàng năm công ty sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 45.000 tấn phân bón hữu cơ, có phần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ organic, từ đó tạo ra sản phẩm sạch an toàn cho người sử dụng. Song song với đó, công ty cung cấp khoảng 45.000 tấn phân bón vô cơ, tạo điều kiện cho người nông dân Sơn La nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung có thêm lựa chọn sử dụng phân bón đảm bảo chất lượng đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh